tập 9. Hôm nay con phát điên gì trong đường vậy? Làm loạn. Liễu Tứ Gia là người lớn trong đường chúng ta. Tiểu bối con nói tước quyền là tước quyền sao? Con làm gì vậy? Con đặt bố con ở đâu hả? Một tháng trước con lại còn giấu bố đi tiêu diệt thổ phỉ cùng với Cảnh Thiệu Lân. Kết quả thì sao? Chán chường quay về. Dạo này con bị sao vậy? Bố thấy con càng ngày càng tùy tiện. Con quên bố đã dạy con thế nào à? Phải kín tiếng, như vậy mới có thể làm thành việc lớn. Con nói xem, hôm nay con làm ra như vậy, con muốn xử lý như thế nào? Bố, nhiều năm qua bố vẫn luôn đi theo chính sách lung lạc, nhưng kết quả như thế nào? Anh em trong đường dần dần chia năm xẻ bảy, cục diện càng ngày càng khó khống chế. Nhưng ngũ hợp đường này vốn đã mang họ Cố, vì sao chúng ta cứ phải giả vờ kính tiếng, nhịn đắng nuốt cay chứ? Bố, bây giờ con có năng lực có thể điều chỉnh cục diện này. Nếu như bố đưa quyền cho con, buông tay để con đi làm, con nhất định có thể khiến ngũ hợp đường trên dưới một lòng kết thành một dây. Ngũ hợp đường này tuyệt đối sẽ không có tình trạng giống như bây giờ. Con không cần biết bố phản đối hay tán thành. Chuyện Liễu Tứ Gia con thấy cứ quyết định vậy đi. Bố yên tâm, nếu như ông ta dám làm mưa làm gió, con nhất định sẽ tự tay giết ông ta. Con nhiều lời quá rồi đó. Con ra ngoài đi. Lão gia, ông đừng tức giận nữa. Uống canh sâm trước đi. Triệu Lễ này gần một tháng nay như người mất hồn. Bị ma nhập à? Nhìn thấy tôi như không nhìn thấy vậy. Thật là càng ngày càng không biết lớn bé gì cả. Thằng bé này càng ngày càng giống tôi lúc trẻ. Hay, hay, hay lắm. Hay quá, hay, hay lắm. Hay, hay lắm, hay. Hay lắm, hay lắm. Bắt đầu đi. Dân, bây giờ tôi xin tuyên bố hiệu thuốc ngũ hợp đường khai trương đại cát. Được, tốt quá, tốt. Cảm ơn, cảm ơn, chúc mừng nhé. Nào, mời, cung hỷ, cung hỷ. Nào, nào, nào. Mời, mời, mời. Cảm ơn. Cảm ơn, cảm ơn, cung hỷ. Cảm ơn nhé. Cố lão, cung hỷ. Hiệu thuốc ngũ hợp đường khai trương lại. Chúc cố lão tiền giàu như nước. Cảm ơn, cảm ơn. Hiệu thuốc ngũ hợp đường này là do con trai trưởng Cố Triệu Lễ nghĩ ra đấy. Sau này việc làm ăn của ngũ hợp đường phải dựa vào thằng nhóc này rồi. Lão già tôi nhiều tuổi rồi, không quan tâm được nhiều nữa. Đại công tử Cố trẻ tuổi tài cao, thật sự là may mắn của cố lão đấy. Cảm ơn, cảm ơn. Nào, mời, mời, mời vào trong. Mời, mời ông, xin mời. Triệu Chí. Mẹ, sao bây giờ mẹ mới tới? Nghi thức khai trương cũng không thấy đâu. Đứng sớm làm gì chứ? Làm tăng khí thế cho mấy à?
Con nói xem, đều là khai trương lại, làm lớn như vậy làm gì chứ? Mẹ, nhà thuốc này là nguồn thu chủ yếu của nhà thuốc chúng ta. Nhưng cũng đúng, mẹ nói anh con đang yên đang lành, tước quyền của Liễu Tứ Gia, hôm nay lại khai trương lại, còn có hành động lớn như vậy nữa. Rõ ràng rành rồi, rõ ràng là để con phải kiên nể. Con trai, mẹ đã sớm nói với con, Cố Chủ Lễ không phải dạng vừa. Cả một tháng nay con xem nó kỳ lạ lắm, con muốn bắt mạch nó. Đừng để đến lúc giống như Liễu Tứ Gia, cướp hết quyền của con. Không thể. Mẹ, nói thế nào bổn thiếu gia cũng mang họ Cố. Không chắc. Cố Triệu Lễ, anh ra đây cho tôi. Cố Triệu Lễ, lúc đó anh đường đường chính chính nói bảo vệ anh em chúng tôi, cứ dục tôi dẫn binh lên núi diệt thổ phỉ. Bây giờ anh lại điềm nhiên mở hiệu bán thuốc phiện. Anh đã quên mấy tên tội phạm bán thuốc phiện đó đã hại chúng ta thế nào sao? Anh làm vậy có xứng đáng với danh tự không? Danh tự chết rồi. Anh... Danh tự chết rồi. Đây là sự thật. Danh tự không đáng chết, là do ham muốn cá nhân của anh hại cậu ấy. Danh tự vì sao chết? Chính là bởi vì chúng ta không đủ mạnh. Nhưng chúng ta vẫn sống. Sống phải làm việc mà sống nên làm. Việc đang sống mà anh đang làm chính là bán thuốc phiện, tàn hại bách tính à? Tôi không còn cách nào. Không còn cách. Cố Triệu Lễ, anh đứng lại cho tôi. Bỏ ra. Cố Triệu Lễ, anh là đồ ích kỷ. Cố Triệu Lễ. Cố Triệu Lễ, anh mở cửa cho tôi. Anh mở cửa. Mở cửa. Cố Triệu Lễ, anh Thế Thâm. Anh Thế Thâm, anh đi đâu vậy? Anh Thế Thâm, tránh ra. Anh Thế Thâm, tránh ra. Chúng ta sau này đường ai nấy đi. Ông làm gì thế? Chàng trai trẻ, đừng nói chuyện bao đồng. Tiền ở đây, tôi phải cầm. Mỗi người có mỗi mệnh, hiểu không? Mỗi người có mỗi mệnh. Ba người các ngươi gặp bọn ta thì tự nhận là đen đuổi đi. Chạy. Đừng có mơ. Đứng lại. Cậu là ai? Sao đuổi theo tôi?
cậu. Cậu muốn làm gì? Ông lớn, ông lớn. Tiền tôi nợ cậu tôi lập tức trả. Tôi xin cậu đừng giết tôi. Cậu xin cậu đừng giết tôi, đừng giết tôi. Xin cậu đừng giết tôi. Đừng giết tôi. Đừng giết tôi. Đây trả cậu. Tôi trả cậu. Tiền này trả cho cậu. Đừng giết tôi. Cậu xin cậu đừng giết tôi. Cậu xin cậu. Cậu xin cậu. Cho các ngươi mở rộng tầm mắt. Cậu xin cậu đừng, đừng giết tôi. Ông đáng chết. Đừng, đừng, đừng. Bố. Bố. Bố, bố dậy đi. Bố tỉnh lại đi. Là ai đã ra tay? Bố. Tại sao? Tại sao lại giết bố tôi? Không phải tôi. Không phải tôi giết. Tôi phải đi tìm hung thủ. Bố. Đại ca, anh nói em biết, anh với anh Thế Thâm rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Việc này em không cần lo. Anh đừng, hôm nay anh nhất định phải nói cho em. Anh Thế Thâm vì sao biến thành như vậy? Cậu ta không phải là cảnh Thế Thâm trước đây nữa rồi. Em hiểu chưa? Gần đây rốt cuộc cô làm gì? Không giống người cũng chẳng giống ma. Rốt cuộc cô đang nghĩ thế nào? Bố biết, lần trước việc thổ phỉ thất bại, trong lòng con rất khó chịu. Nhưng sa sút cũng cần có mức độ. Con là con trai của cảnh Thủy Lân ta. Bố tin tưởng con. Con nhất định không thể vì một chút khó khăn này mà sa sút tinh thần, nghe rõ chưa? Dù sao thì vẫn còn trẻ. Đi nghỉ ngơi đi. Bố. Con muốn xuất chinh. Con nói gì? Con muốn giết Hồng Nhật Tiến. Con bắt buộc phải mạnh mẽ kết thúc thời cuộc loạn chiến như bây giờ. Thiếu soái Huy Vũ, xuất chinh tất thắng. Thiếu soái Huy Vũ, xuất chinh tất thắng. Thiếu soái Huy Vũ, xuất chinh tất thắng. Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Tôi nhất định sẽ báo thù cho cậu. Tôi sẽ có một ngày mạnh mẽ. Tôi sẽ hoàn thành lý tưởng của tôi, tạo ra một thế giới thái bình mà cậu không nghĩ tới. Thiếu soái Huy Vũ, xuất chinh tất thắng. Thiếu soái Huy Vũ, xuất chinh tất thắng.
Thiếu soái Huy Dũng, xuất chinh tất thắng. Hóa ra anh là thiếu gia Quân Phiệt. Thiếu gia Quân Phiệt là có thể giết người vô tội sao? Cảnh Thế Thâm, hôm nay tôi sẽ báo thù cho cha tôi. Tôi sẽ giết anh. Tôi sẽ giết anh. Được rồi, bỏ tôi ra. Dừng tay. Tiếp tục đi. Cảnh Thế Thâm, người có mắt trời có mắt. Anh sẽ không được chết yên thân, anh sẽ bị báo ứng. Giết người đền mạng, anh sẽ không được chết yên thân. Tôi nhất định sẽ tìm anh báo thù. Giết người đền mạng. Được, vậy tôi không tiễn nữa. Đi nhé, đi nhé, hẹn gặp lại. Cậu làm gì đấy? Anh đi hiệu thuốc ngũ hợp rồi à? Đi làm gì? Hút thuốc. Còn có thể làm gì? Anh nói là Cố Triệu Lễ đang bán thuốc phiện. Đúng vậy. Mấy hôm trước nổi trống khua chiêng. Cậu không biết à? Đi đi đi. Gần đây Liễu Tứ Gia cứ rề rà không thanh toán. Cậu dùng mấy thuộc hạ dưới tay cậu giúp anh nghe ngóng một chút. Lão hồ ly này gần đây đang làm gì? Là Liễu Tứ Gia quản lý thuốc phiện. Đúng đúng đúng. Đại ca, anh muốn nhúng tay vào buôn bán thuốc phiện à? Đó không phải là thứ tốt lành gì đâu. Chúng ta không thể động vào. Anh biết cậu đang lo lắng điều gì. Năm đó ba chúng ta bị bọn hút thuốc phiện hại thảm thương. Anh đã đồng ý với cậu, cả đời này sẽ không động vào việc buôn bán thuốc phiện. Cậu yên tâm, anh không quên. Vậy anh lại đồng ý với bố anh. Anh chỉ muốn nắm bắt cơ hội này. Một khi Liễu Tứ Gia bị anh nắm được sơ hở gì, anh có thể tận dụng thế thu lại quyền của ông ta. Đến lúc đó là anh có thể thực hiện kế hoạch hủy diệt thuốc phiện. Cậu yên tâm, anh nhất định sẽ làm cho Giang Đông không còn thuốc phiện. Các cậu ai có năng lực cấm thuốc phiện? Các cậu ai có năng lực có thể khiến Giang Đông không còn thuốc? Ai có thể? Chỉ có anh có thể, hiểu không? Cậu yên tâm, anh nhất định có thể khiến Giang Đông không còn thuốc phiện. Được, đi thông thả, không tiễn. Anh phải cấm thuốc phiện. Dân dân, đi thông thả. Mời anh. Dân, mời vào.
Đại thiếu gia, ông chủ Lý làm vật liệu trộm tìm anh. Đại ca, cứu, cứu em. Kinh tử, kinh tử, Thế Tâm, cậu không thể đi. Cứu cậu ấy. Cậu không thể đi. Kinh tử. Tiểu thư, chị muốn vẽ tranh thì chúng ta ở đây vẽ đi. Nếu cứ đi tiếp là Giang Đông đó. Nhưng mà bên đó đẹp quá. Đẹp thì đẹp, nhưng mà bên đó không an toàn, không thể đi. Tiểu thư, đừng đi nữa. Tiểu thư, người chết. Tiểu thư, chúng ta mau quay về thôi. Mau đi thôi tiểu thư. Chúng ta đi xem thử, có khi vẫn còn sống. Tiểu thư, anh tỉnh lại đi. Anh ta còn sống. Anh tỉnh lại đi. Hình như anh ta bị thương rất nặng. Em biết rồi tiểu thư. Anh ta nhất định là thổ phỉ trên núi Thiêm Hiển. Hôm qua trên núi Thiêm Hiển đánh nhau lớn lắm. Tiểu thư, chúng ta mau đi thôi. Không được, anh ta bị thương rất nặng. Nếu như chúng ta không giúp anh ta, tiểu thư, giấy xô và thuốc chị cần đã mua được rồi. Tiểu thư, chị thực sự muốn cứu tên thổ phỉ đó sao? Người không phân chia sang hèn. Nhưng mà anh ta là thổ phỉ, tiểu thư. Nếu như... Đừng nói nữa. Chúng ta cứ nấu thuốc xong để trị thương cho anh ta. Đợi anh ta khỏe rồi, chúng ta nghe xem anh ta nói thế nào. Thank you.
Em thử nghe xem anh ta nói cái gì. Thế Thâm, tôi nóng quá. Đại ca, anh ta nói cái gì? Hình như anh ta gọi tên của ai đó, nhưng mà cụ thể là gì không nghe rõ. Đại ca, đại ca, đại ca, em đi vào bếp nấu cho anh ta thêm chút thuốc. Dạ em biết rồi. Nước. Nước. Tiểu thư, anh ta nôn hết thuốc ra rồi. Đại phu. Cô nương, tiền vừa nãy đã đưa rồi. Chuyện hôm nay ông nhất định đừng nhắc với ai. Nhớ chưa? Dần dần, cô yên tâm, tôi không nói. Đại phu đi rồi. Tiểu thư, đều sắp xếp xong rồi. Em nấu thuốc theo phương thuốc, sau đó bón cho anh ta uống. Biết chưa? Dạ. Ai? Ai cứu tôi? Tiểu thư, anh ta lại nằm mơ rồi. Ta nghĩ chắc chắn anh ta đã trải qua chuyện không tốt. Còn không mau đi đi. Cứu tôi. Cứu tôi. Tiểu thư, vẽ xong chưa? Sắp xong rồi. Như vậy đẹp không? Chị cười gì chứ, tiểu thư? Chị đang dễ em sao?
Tiểu thư, xong chưa? Em xem nào. Em xem nào. Sao chị vẽ em thành thỏ rồi? Thỏ con rất đáng yêu. Em là thỏ cũng rất đáng yêu đúng không? Vậy chị vẽ tay dài thêm tí nữa. Người đâu rồi? Em đã nói mà, thổ phỉ chính là thổ phỉ. Chị khỏi vết thương rồi, đến một câu cảm ơn cũng không nói. Người gì vậy chứ? Đứng lại, làm gì thế? Chỉ là một tên ăn mày, cho đòi dính tay làm gì chứ? Vào đi. Good. Được rồi, mau đi đi. Đừng nhìn nữa, đi đi. Cậu nói tên ăn mày này, nửa đêm vào làm gì? Lo chuyện bao đồng làm gì? Giữ vững chức vụ của cậu đi.